phố 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức là địa bàn có nhiều công nhân sinh sống, mỗi người một cảnh đời. Gia đình anh Nguyễn Văn Khoát cách đây vài năm rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Anh đột ngột mắc phải căn bệnh Parkinson, mất sức lao động. Con trai lớn vì một tai nạn lúc nhỏ ảnh hưởng đến trí não nên giờ chỉ quẩn quanh trong nhà. Người vợ với đồng lương công nhân trở thành trụ cột chính. Cũng vào thời điểm ấy, cô Nguyễn Thị Hương, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức đã kịp thời nắm được hoàn cảnh gia đình anh và thường xuyên quan tâm giúp đỡ. Căn phòng trọ này biết bao lần đón cô đến thăm gia đình, hỗ trợ điều kiện sống, đặc biệt là mỗi năm mua tặng cho anh thẻ bảo hiểm y tế. Mình nghỉ lâu quá người ta cho nghỉ. Nghỉ xong cũng nhờ cô kế đây cho mỗi năm cái bảo hiểm. Cô rất là tốt. Cô gánh gánh không qua công việc, cũng qua hỏi thăm, cho quà cho. Ngoài đối tượng công nhân có hoàn cảnh khó khăn, cô Hương còn đặc biệt dành nhiều tình cảm, yêu thương, chia sẻ với những phụ nữ gặp nhiều vất vả, phiền muộn trong đời sống riêng. Chị Lưu Thị Vọng từ Quảng Nam vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, gian nan chồng chất mỗi ngày. Một gánh hai con đang ăn học, nhưng chị lại đau bệnh triền miên, cứ vài hôm là phải vào viện một lần. Chồng chị là công nhân, thu nhập hàng tháng cũng bấp bênh. Biết được hoàn cảnh, cô Hương đã giới thiệu chị học nghề kết cườm và thường xuyên hỗ trợ, động viên về mặt tinh thần. Chính điều ấy đã xoa dịu phần nào bao nhọc nhằn trong cuộc sống của người phụ nữ này. Nhờ có chị Hương á, mà cái tinh thần của mình á, nó mạnh mẽ hơn. Những lúc mà tưởng chừng như là mình không có rơi vô bế tắc hết rồi. Thế là mình sẽ nghĩ đến chị. Nó thật là vậy. Tại vì ở đây là không có chị em, không có ở đây nhờ hết chứ, bà con cũng không có. Mà trước tiên là nghĩ đến chị. Họ thăm chị chứ hôm nay á, em như vậy á, thế là bây giờ em phải làm như thế nào? Thì chị sẽ chỉ cho mình. So với nhiều người thì mình thấy cái đóng góp mình cũng là không đến xứng đáng gì nhiều đâu. Đó chỉ là một cái tâm của mình thôi. Sống là phải chia sẻ. Tại vì trong một cái cộng đồng xã hội thì có người giàu có, người trung lưu, người khó khăn. Thì mình đó thì mình có được một thì mình giúp lại là 02, 03 tùy theo cái sức của mình. Gắn bó cùng nhau trong nhiều hoạt động, cô Hương cùng các chị em trong hội phụ nữ của khu phố đã hình thành một tập thể đoàn kết và hoạt động hiệu quả. Những con heo đất được nuôi lớn từ nghĩa tình của các dì, các chị đã mang đến nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học hay những phần quà, gạo hỗ trợ cho các hộ gia đình còn khó khăn. Cô Hương là một trong những người luôn đi đầu về phong trào nuôi heo đất ý nghĩa này. Cô cũng rất là mềm dẻo trong cái việc vận động. Các cái chị em, nhất là tổ trưởng, cũng huy động được cái sự nhiệt tình của các chị em tổ trưởng để tham gia cái hoạt động của chi hội. Thì cái hoạt để cho cái hoạt động chi hội nó lan tỏa rộng sâu rộng hơn. Nhiệt huyết, năng nổ với các công tác xã hội như vậy, ít ai ngờ rằng cô Hương năm nay đã 64 tuổi. Gia đình chính là chỗ dựa vững chắc, luôn động viên cô cố gắng phấn đấu hơn nữa để mang niềm vui đến những gia đình còn nhiều bất hạnh tại địa phương mình. Cũng chính nhờ tấm gương hoạt động hiệu quả của cô mà con trai cô, anh Nguyễn Duy Hưng, đã tốt nghiệp đại học và có công việc kinh doanh riêng, cũng nói gót theo mẹ trở thành bí thư khu phố 1. Lúc đầu thì sự là khi mình đi làm thì tôi cũng không nghĩ là mình sẽ làm là bí thư đoàn. Chỉ nghĩ là đi làm bình thường thôi, tại vì lúc đầu cũng thấy bí thư đoàn cảm thấy rất là cực. Nhưng mà khi mà cái sự ảnh hưởng của mẹ là nó đến là cảm thấy là mình khi mình làm một cái công việc này nè, mình sẽ cảm thấy là nhẹ nhõm và vui vẻ hơn. Và giúp đỡ, càng giúp đỡ được nhiều người thì mình càng vui hơn. Từ những cái hoạt động bình thường nhưng mà mình cảm thấy mình ấm lòng vì những cái hành động đó tuy là nhỏ nhoi nhưng mà đã chia sẻ một phần cái những khó khăn cho những gia đình. Cho nên là nó là một cái động lực để cho tôi tiếp tục phấn đấu và khuyên nhủ các con là theo con đường của mẹ để khi mình giúp ít được cho xã hội. Tuy là nó nhỏ nhưng mà nó cũng là một phần để cho những người mà cơ nhỡ xa quê người ta cũng ấm lòng. Có lẽ chính những đóng góp của bản thân với công tác hội tại khu phố đã mang đến cho người phụ nữ tuổi ngoài 60 này niềm vui, tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống. Và chính niềm phấn khởi ấy lại trở thành động lực để cô đắp xây thêm nghĩa tình nơi khu phố này.